Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn mở thượng đỉnh thứ nhì với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Moon kết thúc thượng đỉnh 3 ngày với ông Kim tại Bình Nhưỡng hôm 20 tháng 9. Họ gặp nhau nhằm đả thông bế tắc giữa Mỹ với Triều Tiên về nhịp độ Bình Nhưỡng thực hiện cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng tháng trước sau khi các cuộc đàm phán bế tắc. Hôm 19 tháng 9, lãnh đạo hai miền Nam Bắc Triều Tiên ký thỏa thuận kêu gọi Triều Tiên đóng cửa vĩnh viễn cơ sở thử nghiệm động cơ phi đạn và bệ phóng dưới sự quan sát của giới chuyên gia quốc tế. Phát biểu với báo giới khi trở về Seoul tối 20 tháng 9, Tổng thống Moon tiết lộ mong muốn của ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Kim Jong-un muốn tiến trình phi hạt nhân hóa tiến triển nhanh hơn. Với ý muốn đó, ông ấy bảo ông ấy mong muốn Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sang Triều Tiên để tổ chức thượng đỉnh thứ nhì với Tổng thống Trump càng sớm càng tốt. Trong thượng đỉnh với Hàn Quốc lần này, lãnh đạo Triều Tiên cũng ngỏ ý giải giới cơ sở hạt nhân chính Yongbyon, miễn là Hoa Kỳ có biện pháp mà ông gọi là đáp ứng. Lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên cũng loan báo ông Kim Jong-un sẽ thăm Seoul trước cuối năm nay. Như vậy, ông sẽ là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm thủ đô Hàn Quốc kể từ khi hai miền chia cắt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.